Vâng, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh channel của Thiện Dubai TV nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích về bức hình này. Đây, mọi người nhìn kỹ đi ạ. Nhìn kỹ phân tích về bức hình này giúp em nha. Mọi người thấy điều khác thường không? Bé Havana bị đánh bầm dập như vậy, nhưng mà con gì ghẻ trong tù này là nó khai là bé Havana bị đập đầu vào tường. Đấy, bị ngã té, chứ thực chất là nó không làm gì hết. Đấy, nó nói vậy. Nó vẫn còn là cái không, thật sự không còn lòng tự trọng để nói câu đó. Thật sự là nói như vậy thì bạn trong tù đập nó thì đúng rồi, đúng không ạ? Đây, tất cả đều tạo dựng hết. Đây, thì Phương Ngọc Sư, luật sư Ngọc Nữ đã có buổi phỏng vấn về của bé Vân An. Đây, đã có buổi phỏng vấn với đài truyền hình và sẽ đấy, và sẽ công bố cái thời gian tòa án sắp tới sẽ diễn ra cho tất cả mọi người, thì mọi người hãy chờ đợi nha. Đây, chó Thái mê gái đây, đây lũ súc vật đây, đây nhà nội đó. Ok, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về những cái vấn đề này. Đây mọi người chờ em tí. Tại vì sao phải nói như vậy? Thì các luật sư đang cùng nhau là lên tiếng cứu giúp bé Vân An. Nhưng mà gần đây nhất là mọi người biết là một thằng cha, mọi người, nó bị một thằng cha khi mà đứng trước cái giờ sinh tử á, là thường thường nó sẽ khai thật, đúng không ạ? Nhưng mà thằng chó Thái này nó là một cái con, phải nói là một cái con đàn bà, có làm mà không có nhận. Các bạn tù quản giáo hỏi tại sao nó làm như vậy thì nó không dám nhận. Đấy, một thằng cha đã chứng kiến con mình bị tra tấn hành hạ mà không can ngăn thì thôi, đằng này còn ủng hộ ngồi hút thuốc. Thậm chí nha, mới đây em phát hiện ra một cái tin cực sốc nữa nè, là có cả sự góp mặt của chị thằng Thái và thằng ăn của thằng Thái, thằng ăn ruột và chị ruột, toàn là thằng ăn làm nha khoa, bà chị làm phó giám đốc quỹ bảo hiểm. Đấy, có sự góp mặt chứng kiến của hai cái con người đó, và đã đồng tình cho cái con dì ghẻ làm cái điều hành hạ bé dã man, và đồng tình cho thằng Thái làm cái điều dâm ô đồi trụy loạn luân với bé Vân An. Thật sự là em không thể hiểu nổi là sao chúng nó có thể nghĩ được cái điều tàn bạo như vậy với một đứa bé 8 tuổi. Thật là thương cho bé. Một thằng cha đã chứng kiến con mình bị tra tấn hành hạ mà không can ngăn, còn đồng thủ với người tình tra tấn con mình, ép con mình phải hầu hạ, phải bưng bê nước rót, phải là dọn nhà. Đấy, thậm chí là đuổi cả người giúp việc. Người giúp việc thật sự không có tội tình gì hết. Đấy, người giúp việc thật sự là thấy tình cảnh đó là muốn cứu giúp bé Vân An lắm, nhưng mà chưa kịp giúp thì đã bị đuổi rồi mọi người. Đã bị đuổi, thật sự là rất là thương. Một tội ác dằn như vậy, sao mà phán tội nó 8 năm tù hả tòa án ơi? Thật sự là em không hiểu hỏi tại sao lại phán nó 8 năm tù. Nếu ở đời phong kiến thì đây là tội rất nặng và phải chịu án tử, tội thiếu đạo đức làm người. Tại sao thời phong kiến các bậc cha ông luôn đề cao đạo đức, xử nghiêm những cái hành vi liên quan đến đạo đức ở đời, một thời mà người hiện đại cho rằng phong kiến cổ hủ lạc hậu, còn thời đại văn minh thì sao? Con người sống tha hóa quá mọi người ơi, con người sống tha hóa về đạo đức, thiếu nhân cách làm người mà lại còn ở tù vài năm rồi về. Thằng tên Thái đáng phải xử tội thật nặng. Hai con người trưởng thành lại cùng nhau đánh đập một đứa trẻ không ra gì, một đứa trẻ 8 tuổi, thà nó ngoan cố ương bướng mất dạy thì không nói, đằng này ai tất cả hàng xóm xung quanh ai cũng khen bé là ngoan ngoãn hiền lành, chăm lo chịu khó. Đấy, thầy yêu bạn mến, nói chung là không có gì phải chê cả. Một đứa bé mà ai cũng mong muốn có một đứa con như vậy, mà tại sao thằng chó Thái là đã không nuôi được thì không để chị Hạnh nuôi đi. Dặn nuôi để làm gì? Để rồi tước đi cái mạng sống của một đứa trẻ thơ mới lên 8. Một đứa trẻ đáng nhẽ phải sống trong một cái gia đình hạnh phúc,
được đi chơi, được sự yêu thương của bố mẹ như bao đứa khác. Thật sự trong cái vụ án này phải thương nhất là chị Hạnh, là người ở lại trên cái thế gian này. Và khi chị tự tử không thành công là chị rất là đau đớn và chịu những cái nỗi đau thể xác cũng như là tinh thần, đến cái nỗi sự bắt con của mình. Và hàng ngày, thậm chí là hàng tuần, là chị phải ra chùa để thắp nhang cho bé Vân An, nhưng mà bị người nhà của thằng Thái không cho vào thắp. Đó là một cái điều mất nhân tính, mất tính làm người, mất nết, không có là ăn cháo đá bát. Nó ăn cháo đá bát mọi người. Chị Hạnh là một người nuôi nấng nó trở thành như ngày hôm nay, mà nó thuê người không cho chị vô thắp bé Vân nhang một nén nhang. Thì mọi người nói, thường hỏi là cái con người đó thì sống làm sao. Thì sắp tới là em sẽ, nếu mà gặp được nó ngoài đời thì em sẽ chơi nó tởn nó một trận. Tại vì em rất là cay thằng Thái Dúi này. Nó không những ngu mà nó còn bố láo, nó còn đe dọa, nó cũng máu me lắm. Đấy, con người sống tha hóa về đạo đức, thiếu nhân cách làm người mà lại cho ở tù vài năm rồi về. Vì tên Thái này đáng phải xử tội thật nặng. Hai con người trưởng thành lại cùng nhau đánh đập một đứa trẻ không có khả năng tự vệ, và thật đáng khinh bỉ hơn khi lại là một người cha. Hai con người có ăn có học, nhưng cái căn bản của một con người cũng không có phải là chăng thiếu sự giáo dục của đạo đức của gia đình. Thương Vân An, con đã nghĩ gì về người cha của mình? Con đã tổn thương thật nhiều vì người cha thua loài cầm thú, thua loài súc vật. Sự căm phẫn đối với thằng Thái luôn tồn tại. Rất mong sẽ nhận được tin vui từ cơ quan chức năng về tội chính xác của thằng cha này là như thế nào. Thì rất là nhiều người comment xuống và bày tỏ cái lòng bức xúc của mình. Thằng này nhìn thấy tướng không ổn, người to như gấu mà đầu nhỏ tí, não chắc không có là mấy. Pháp luật Việt Nam chắc nhắm mắt với tội đạo đức. Mà học sinh lớp 1 đã phải học đạo đức rồi, lớn lên làm tới marketing quản lý mà đưa con bồ về giết con. Thật xã hội loạn mọi người. Nếu mà xử án mà không công tư phân minh thì xã hội để loạn mất. Thương con mới viết, thấy cái ác mà không lên tiếng đó là vô cảm, không giúp người yếu thế phê phán cái đó sai đó là vô tâm. Người ta viết bài mà vô bình luận khiếm nhã đó là vô duyên. Mục đích tham gia cộng đồng đòi lại công bằng cho bé Vân An này thì chúng ta phải nên làm gì? Đó là phê phán cái ác, đồng cảm và đòi công bằng cho bé Vân An. Đã không giúp bé thì thôi. Người ta viết bài thì mọi người, một số cô người lại vô bảo là nói hoài đứt tai là sao. Thật sự là phải đòi lại công bằng thì cái vụ án này mới kết thúc nhanh được. Phải cùng nhau đấu tranh đòi lại công bằng cho bé Vân An. Tại vì nếu mọi người không thích đòi lại công bằng thì có thể là im lặng ra đi. Thật sự là chúng ta đang đi tới cái đường cùng rồi. Hy vọng mọi người hãy cùng nhau đấu tranh nha. Thì nhìn con mà thương thắt tim, xin nỗi đau thương từ bé, thương bé từ mẹ Vân Hạnh, vợ mẹ Hạnh. Cô bác sẽ đồng hành cùng hai mẹ con bắt kẻ sát nhân phải đền mạng. Đấy, thì tình hình là như vậy mọi người. Có rất là nhiều người bày tỏ lòng bức xúc của mình trên trang cá nhân, thì em thật sự là không có thời gian để đọc lên cho mọi người nghe. Thật sự là rất là hay những cái bày tỏ lòng cảm xúc mà không phải ai cũng nói lên được. Đấy. Cố tình kéo dài là kéo dài sự sống cho nó. Nó được bao che từ đầu. Viện kiểm soát không thay đổi tội danh thì luật sư bảo vệ chỉ là bức tranh thôi sao? Mọi người dân bức xúc, chính quyền và bên pháp luật cũng đồng lòng với viện kiểm soát sao? Ôi sao oan ức chẳng biết kêu gào từ đâu. Kẻ giết người lại nhỡn nhơ với tội nhẹ. Với tội nhẹ làm sao để cho đời phải sợ, không dám phạm phải nữa. Đấy,
Cho nên là chúng ta phải có tính răn đe để cho đời người, những cái kẻ sau này sẽ sợ và không muốn làm hại những cái đứa trẻ non nớt của chúng ta nữa mọi người ạ. Cho nên là phải có tính răn đe, thì mong pháp luật hãy đòi lại công bằng cho bé Vân An. Thì cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi đến cuối tận video. Thì hôm nay em sẽ xin dừng video lại tại đây. Và cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn theo dõi và đồng hành của em. Xin chào tất cả mọi người.